Thầy xin chào các em. Bữa nay chúng ta đến khóa học mỗi ngày học vật lý cùng thầy NBT. Hãy like, comment, ủng hộ kênh bằng cách subscribe, bấm vào nút chuông để xem nhiều đoạn clip hơn. À, chúng ta đọc đề. Chúng ta có một cái câu 6 này, cũng là câu không khó lắm mà cũng không dễ đâu. Nếu mà bạn nào hiểu thì nó dễ. Trục đứng là T lớn là độ C này, thấy không? Trục nằm ngang là T nhỏ, đơn vị là phút. Chúng ta nhìn mỗi một cái trục vành về 5 phút, mỗi một ô về 5 phút. 5, 10, 15 đúng không? Mỗi trục đứng như vậy là 25. Vậy từ đây lên đây là 25 nè. 50, 75, 75 mà ngay chỗ này nè. Trong quá trình làm thí nghiệm, chất ít tan chảy rồi sau đó sôi lên. Vậy cái nhìn lên cái hình cái đoạn nào đoạn tan chảy? À, cái đoạn tan chảy là cái đoạn nằm ngang này. Tan chảy. Sôi, sôi chắc chắn là đoạn này rồi. Rồi, tan chảy là tương ứng với B1 đi, công suất lúc đầu. Sôi là tương ứng với B, B2. Chúng ta vẫn có công thức là Q1 bằng M nhân C nhân với delta T bằng luôn công suất nhân với thời gian. Rồi chúng ta đáp chưa? M nhân C delta T là cái đoạn này bao nhiêu? Từ từ đây mà lên tới cái đoạn tan chảy là thấy 75 độ C không? À, 75 độ C bằng B1 nhân với thời gian tan chảy là từ đây qua đây là cái đoạn này 2 ô. Mỗi một ô là 5, vậy hai ô là 10. Đó, chúng ta biết tới đó thôi. Rồi tương tự vậy chúng ta sẽ làm được Q2, nó chỉ khác nhau là cái T2 thôi. B2 nhân với T2. Rồi chúng ta ráp cho M nhân C2. Rồi bây giờ ứng với cái hằng delta T2, delta T từ tan chảy nè, lên sôi là mấy ô? Từ tan chảy lên sôi thì đây là 1, 1 ô, 2 ô, 3 ô và 4 ô. 4 nhân 25 sẽ ra được 100. À, bằng B2 tương ứng với T2, T2 là sôi, sôi là từ đây qua đây là 3 ô. Mỗi một ô là 5, vậy 3 nhân 5 là 15. Rồi đọc đề tiếp tục thì chúng ta thấy rằng 15 phút đầu công suất của bếp kém hơn 2 lần so với còn lại. Vậy có nghĩa là B1 nó sẽ bằng B2 và chia 2. Kém là chia. Từ đây chúng ta suy được B2 bằng 2 lần B1. Nếu chúng ta cho B1 bằng 1 thì là B2 sẽ bằng 2. Rồi chúng ta cứ lập tỷ lệ lấy dưới chia trên, tại yêu cầu lấy C2 chia C1 nè. Người ta cứ lấy dưới chia trên, M với M triệt tiêu rồi. Vậy là C2 nhân với 100 trên cho C1 nhân 75 bằng B2 nhân với 15, B1 nhân với 10, B2 thì chúng ta ráp vô là 2. Đúng không? B2 chúng ta ráp là số 2, B1 chúng ta ráp là số 1. Rồi chúng ta bấm máy tính sẽ ra được C2 chia C1 bằng 2,215. Đây là đáp án cuối cùng. Rồi bài học của thầy đến đây là hết. Xin chào các em nha.